Chào quý chú bác mình ha. Hôm nay là ngày 18 tháng 12, em lên cho quý anh em chú bác video bao gồm 25 mã hàng nha anh em. Cũng vậy nè, 10 rưỡi anh em thấy không? Em bữa nào cố gắng sớm em lên sớm, bữa nào em công việc nhiều quá em về trễ thì em lên trễ nha anh em. Thì cũng như thường lệ thôi, phí ship là 30 ngàn cho một sản phẩm, ship tận tay, kiểm tra thanh toán và trả tiền. Hai đơn cho lên mình sẽ được bao ship và một đơn là ship 30 ngàn. Em lưu ý em ha. Tất cả mọi giao dịch trao đổi mua bán bên em đều qua Zalo hoặc là số điện thoại thôi, em không chốt đơn YouTube và cũng không phản hồi bên YouTube. Mã đầu tiên cho anh em một cái luôn mấy ngàn. Cây này quá độc đáo nè. Cái này hàng của thằng gì đây, hàng của thằng gì vì nứt cái nhựa rồi. Để em coi trên đây, hàng carbon nha em nha, vì có quá trời nhiều thông số vậy nè, là có thước đo nhiều thông số quá nè. Hàng của thằng gì đây, thằng gì Render Musashi là quá chắc Korea quá nè. Nó dài 4,5 chưa tới 1,5 m anh em, 4 feet 1.2, 1,35 m mà chưa tới 1,4 m nha, mấy ngàn. Rồi nó lua mò được từ 3/16 đến 1/2 UZ, được 14 gram, tải cá từ 4 đến 10 là bao nè. Made in Korea đây nè, cái gì bay ra 1997 vậy nè, Made in Korea đâu nè, cái gì đây nè, quá trời đây nè. Đó, nói chung chơi hàng độc nha anh em, fan là fan Fuji hết, một cây mấy ngàn đó cho anh em mình chơi kiểu chơi sưu tầm hàng độc nha. Cân nặng của mình là 89 gram, ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số 1 em bán giá là 300 ngàn. Mã số 2 là cho anh em cái ISO nha anh em, cái ISO khoảng nhỏ cho anh em về hạ tay nha. Nè, hãng của Osaka, hàng nội địa nha anh em. Cây này có trầy xước nhiều. Xoắn hai da nha. ISO khoảng nhỏ nè, cây này đột 3.5m luôn. Cây này anh em hạ tay nó khoảng 5h cho anh em. Khoen của nó bị hư dài khoen nè, em làm biến thai quá, em bán cho anh em mình về mình hạ phôi luôn. Hạ tay luôn. Anh em nào muốn câu ISO thì gắn tay vô gắn cái khoen câu ISO, còn hạ tay trầy xước này nha anh em. Nó mặt bóng nè, một mặt trầy xước nè, đó mặt là trầy xước nè. Cái này là muốn đẹp thì về mình phải chịu khó, mình sẵn là mình hạ tay thì mình spa ra luôn nè, trầy nè, mặt bóng mặt trầy nè, nó cũng không có tệ đâu nè. Đó, nói chung em không có thời gian để làm, giờ chỉ bóc lên đầu bán thôi. Để anh em nào rảnh thì mình mua những cái này về mình làm rồi, giá nó rẻ hơn. Cân nặng của mình là đúng 300 gram, ngọn của mình là 1,5 cm. Cây này mã số 2 em bán giá là 500 ngàn. Tiếp theo cho anh em cây dây trong 3 khúc nè, cây này hàng carbon nè, Rock Skipper Boyson, hàng carbon nha anh em, fan xích đàng hoàng này, chứ không phải thường đâu. Dây trong 3 khúc carbon nha, cứng 83,5 m 3 khúc. Hàng của thằng gì đây, Bowerbit nha. Cây cái hãng của con này rất là mắc nha em, trước còn có bán mấy cây hiện tại giá nó mắc lắm. Super Premium, bản cao cấp luôn. Super, cứng 83,5 m nha em. Nè, carbon xoắn, fan khu xích. Mấy chỗ này dính dơ, về mình chuỗi giúp em nha, cần đẹp. Cân nặng của mình là 372 g, ngọn của mình là 2,6 ly. Cây này mã số 3, em bán giá 500 ngàn nha em. Mã số 3 500 ngàn. Tiếp tục nha em mình, cây cần rút đai qua. Dây trong cứng 53,5 m nha em, cũng đai qua Hà Lộc, mắc in Taiwan nha, chỗ này dính bụi dính dơ. Bắt máy Fuji đai qua chính hãng, fan Fuxit nè, nó có chạy xước sơ sơ đâu. Phôi hai da nha nè, 53,5 m đấy. Đặt con sẵn thì đai qua hai da luôn, fan Fuxit luôn, dây trong nha. Mấy cây này thì vậy cho anh em nó khỏe lắm anh em ơi. Cân nặng của mình là 360 g, ngọn của mình là ngọn 2,7 ly. Cây này mã số 4 mình bán giá là 600 ngàn nha anh em. Tiếp với anh em mình cái súp carbon, một cái cần súp carbon nha anh em, có chạy xước nè, có chạy xước nhưng mà nước phôi mình còn bóng đẹp nha. Bắt máy Fuji thì cái chốt gài nó bị hư rồi nha anh em, không sao nha, em sẽ lấy cái chốt gài khác gắp gài lại cho anh em mình, đảm bảo như zin luôn, em không phải lo. Đó, cái này nó gớt ra bữa trước em lụm em bỏ lại kìa, thì em quên gắn lại, hôm nay em bóc ra mới thấy nè. Em chưa có gắn lại được thì em sẽ gắn lại cho anh em một nguyên bản nha. 3,9 m, cây này cứng khoảng 25 nha anh em, carbon xoắn. Hãng của thằng gì nè, Challenger gì nè. Đó, hàng Nhật Bản nha anh em, full Fuji hết. Tất cả mình khoen Fuji, có một cái khoen nước ẩn nhỏ xíu chỗ này, không chả ảnh hưởng gì. Về mình chích miếng keo vô được rồi. Đó, carbon có những vết chảy xước sơ sơ, tổng thể là vẫn còn bóng nè, bóng ngược nè anh em. Ha, cứng khoảng 25, 3,9 m, cân nặng của mình là 343 g. Ngọn của mình là 2,4 ly, 2,5 ly, gốc của mình là 23,5. Cây mã số 5 em bán cho anh em mình giá là 600 ngàn nha anh em. Mã số 5 giá 600 ngàn, cây súp carbon. Tiếp lên cho anh em mình cây súp lở nha nè, cây súp lở hàng carbon, cái này nó có cái dây an toàn nè, có gọt cái dây an toàn của đây nè. Đó, cây này hàng carbon, cây súp lở nha. À, bắt máy Fuji này nè, dài 3,6 m nha anh em, cứng khoảng tầm khoảng 15-20. Nó chuyên câu con cá này của bên Nhật nè,
mã code đồ nè, đột 5 36 này nè, yêu con ISO khoang lớn anh em. ISO khoang lớn đột 5 36 luôn nha. Ác nhở, bắt máy Fuji, khoang thì khoang hãng nha anh em. Hàng Win nè. Bắt máy Fuji, khoang thì khoang hãng. Đấy, bộ khoang em có nước khoang không nha anh em. Không nha, không có nước khoang nha, hàng carbon. Có dính bụi dính dơ đây anh em, có những vết chảy vết sờn ít xơ sờ. Tổng thể là ngon á. Giá thì bao rẻ cho anh em mình luôn. Một cây sút lỡ thu gọn cái này cũng được nè. Thu gọn của mình có 85cm thôi anh em, cứng khoảng 15-20 dài 36, tương đương với đọc số 5 của ISO khoang lớn. Cân nặng của mình là 235g, ngọn của mình là 1.8, cây này mặt số 6, em bán giá 400.000 anh em, mua gì cũng mua. Có 400.000 thôi, về anh em mình mua cái xác phôi mình hạ tay mình cũng lời. Nó chưa hàng nguyên bản như thế này. 400 tiếp anh em, cây gần tay lắm vậy. Cây này nút rít nó bị mất anh em, nó gắn nút nhựa như thế này nè. Thì về anh em mình coi mình xử lý cái nút lại nha anh em. Đó, cái hàng của nó về đó, em là như vậy nè. Đó, nó gắn nút cao su như thế này. Nó về mình coi mình xử lý nút lại. Hàng carbon nha anh em, dài 5m4, cây này tầm khoảng 3H nè, carbon gì nè, dòng Progresso gì nè, model carbon xoắn anh em. Nó hàng Nhật Bản 5m4 3H nha, nút hồ có bao có nút đủ hết. Tiếc một cái là cái nút đít mình nó bị hư rồi. Phôi cũng còn bóng bẩy nè anh em, mới tin nè, carbon xoắn. Không có lỗi lầm, không có sức mẻ gì chứ nè. Đây chỉ có cái đầu bu, cái thứ hai là cái đầu bu của mình nè, nó bị đứt cái đầu dây chỉ này nè, vẫn là ngọn zin chưa hao hụt nè. Đó, ngọn của mình là ngọn long phụng nè, 3H nha, 3H 5m4 cho nên mình cần ta lông dài. Mình giờ này về mình sẽ lưu ý nút đít tầm câu thôi. Cân nặng của mình là 133g, ngọn 1 ly nha nè. Cái này mã số 7 em bán giá 600.000. Mã số 7 em bán giá 600. Ủa có bao cần bỏ vô cho nó. Để nói với anh em có bao 31 gỡ, không có bao cái này tự ạ. Tiếp lên em cái ISO khoang nhỏ nè, cái hàng của Shimano nè, có phô nhỏ xíu nè. Còn con chỏ của em thôi. Một cây Shimano Holiday như này, bắt máy Fuji nè. Đột 2 giờ 4,5 hàng made in China nha, một cây Holiday ISO XT. Tem vàng nội địa nhỏ, tem vàng xuất Nhật như này, cây này không phải hàng nội địa nha. Cái chỏ này là dính băng keo về mình lột ra. Đột 2 4,5 made in China. Khoang của mình là khoang Fuji. Nắp chụp xịn luôn. Hàng carbon mới tinh anh em, cây này đẹp, giá thì bao rẻ cho anh em mình luôn. Đó, cây này có định vị lóng luôn nè anh em. Trời, cái cây này thật sự là em biết em bán 800.000 anh em vẫn mua chứ không phải không biết giá bán đâu nè. Thôi bán anh em 600 thôi. Đó, không có gãy, không lỗi lầm, không chấp vá gì hết anh em, xin 100% luôn. Cân nặng mình 160g. Ngọn của mình là 1.8 nha anh em, 1.7 1.8, cây này mà số 8 em bán giá 600. Không phải em không biết anh em, đừng nghĩ mà em bán rẻ là hàng lỗi nha. Anh em lỗi là em báo lỗi, còn nguyên là em báo nguyên thôi, anh em không phải lo vấn đề đó. Ha. Còn cái giá bán cũng vậy. Em biết rõ cái giá thị trường ở ngoài sao sao biết hết. Em bán 800 cũng được, hoặc cũng mua bình thường thôi. Nhưng mà em bán 600 trong những video này nè. Em có nói thật với anh em, cách bán hàng của em á nó khác người ta nhiều lắm. Trong video của em phải không? Sẽ có những 3 4 cây, 4 5 cây. Hàng cái giá rất là tốt. Cái đó để dành cho anh em mình săn hàng mua để bán lại. Đó là riêng cá nhân của em, là cái cách bán hàng của em, để em giữ người xem, để em những anh em mà nhiệt tình rồi đó, là những cái cách đó để em giữ khách hàng xem cái kênh của em. Kênh của em lúc nào nó cũng 2-3 ngàn lượt xem, nó ổn định lắm anh em. Đó là cách bán hàng của em đó. Có những cái anh em để ý trong video của em lên nha, lúc nào cũng vậy, 3-4-5 mã hàng, những mã hàng đó giá nó rất là rẻ hơn so với cái thị trường bên ngoài rất là nhiều, không phải là hàng lỗi đâu nè, mà em cố tình bán giá vậy để em giữ khách hàng mình lúc nào cũng theo dõi kênh của em hết. Tại vì có người xem mới bán được, không có người xem là không bán được. Đó, mỗi một người có một cách bán hàng riêng, cá nhân em cũng vậy. Còn những anh em nào mà đang buôn bán rồi đó, bán hàng không được, bán hàng chậm gì đó, đó cũng là một cái cách để mình giữ khách hàng của mình. Đó là em chia sẻ thật lòng của em, chứ đừng mà đi gình mò kênh của người này kênh người kia để người ta nói bậy hoặc là sơ hở gì đó, các bạn nhảy vô đâm chọt thật chọt về thóc chọt bì gạo đồ, cái đó nó không hay đâu anh em. Thấy người ta thì mình học cái hay của người ta để mình lấy về làm cái riêng của mình thôi, chứ đừng đi mấy cái đó mình tính tâm tính nó xấu lắm ha. Thẳng đây buôn bán em chia sẻ cho anh em mình đó, những anh em nào ví dụ mua đi bán lại hoặc như thế nào đó, đó cũng là cách để giữ khách cho anh em. Nhưng mà em là hàng nhiều nha, với điều kiện là em hàng nhiều, em nhập cái giá cả nó đủ mọi thể loại hết, em bán kiểu nào cũng được hết là em bán được. Còn dù trường hợp anh em đi nhặt đồ món hoặc là số lượng hàng anh em mình ít, mình mua với giá cao mình bán thì của em cũng là chết ngắt anh em ha. Thì mình tùy mỗi người, em chia sẻ như vậy, hay mình thấy hay thì mình có thể sao chép nhân bản cách như vậy. Rồi trả lời vấn đề như này, chia sẻ ngoài lề tí xíu thôi, ngoài khuya, nói chung đụng cái đầu chia sẻ tí đó ha. Tiếp lên cho anh em mình cái ISO khoang nhỏ nha anh em.
cây thu gọn của mình 80 cm nè, cây Olympic, cây này mới tinh anh em, chưa lọt bằng coi lóng gốc nè, bắt máy Fuji đời mới nè, hàng Olympic nha nè, đột 1 2m7, hàng made in Korea, cây truyền, cây này sóng 2 da này nè, sóng 2 da lóng gốc nha. Đó. 1 2m7, nắp chụp Fuji, fan Fuji, anh em thấy vậy ha, mấy cây này nó khó kiếm lắm nha anh em, không phải dễ kiếm đâu nè. Lóng thứ hai này nó sóng gần, nó mới tinh anh em ơi, nó mới tinh mà ngọn này cũng ngọn cứng nữa nè, nó loại số 1 nhưng mà thực tế không phải số 1 đâu anh em rút ra khoảng tấp luôn á, nó khoảng 4 hết của cần tay á, để cho anh em mình định lượng được nha, nó để số 1 thôi, nhưng mà cây này nó cứng quá. Đó. Rồi thì cân nặng của mình thì nó cân nặng là 101 g, ngọn của mình là 1 ly 4, cây này mã số 9 em bán giá là 600.000 nha anh em, mã số 9 giá 600. Tiếp tục nha anh em mình, cây này cây 3 khúc nè anh em, cây Ruby, cây này là phôi 2 da nè, một cây Ruby 2 da phôi này em đảm bảo với anh em mình, phôi này cực kỳ xịn, cực kỳ tốt luôn. Cái dòng Ruby mà anh em thấy có chữ Helical Z này nè anh em, mấy cây này phôi cực kỳ tốt. Cây này 3m3 nha, nó cứng tầm khoảng 50-60, tem vàng nội đi nhựa cây đầu đây nè, khoen của mình là phen Fuji chân gôn đầu bu xích nè, chân khoen của mình thì nó không có đẹp nha, nên lưu ý giùm em, với cây nó hưng cái khoen thì em bán theo kiểu thanh lý về cho anh em mình tự thay khoen nha. Và cái giá em bán được hiện tại là như gì đây, cần thì nguyên bản, không có gãy, không hao hụt, chỉ hư một khoen, và giá em bán về anh em mình tự tìm khoen, tự thay khoen, em không có thời gian em làm nha anh em. Đó, cân nặng của mình là đúng 500 g, ổng xe không dịch, dài 3m3 3 khúc, ngọn của mình là ngọn 2 ly rưỡi, cây này mã số 10 em bán giá là 800.000. Tiếp tục cho anh em mình cây này, một cây hai chi 2 khúc, cây này đẹp quá trời đẹp anh em, có bao cần luôn. Cây này nói chung nó độ cứng nó mềm nè, anh em cũng thể câu Ikeda được anh em. Cũng có thể vừa câu Ikeda, mình vừa câu hai chi được nha. Cái ngọn nó cũng tương đối phen nó dày nè. Hoặc một cây giả trúc nó đẹp. Nó đẹp. Xuất sắc luôn. Không thể chê đâu được anh em. Anh thấy nó đẹp chưa? Ok, hai chi hãng Alpha Teco, sản xuất Korea anh em, cứng 15 1.8. Nè, nó làm giả trúc cái lóng ngọn luôn em, tất cả mình fan Fuji đá xám, như cây này đậu bu xích này, chính xác bu xích fan Fuji đá xám này, giả màng cây này còn hợp giá cũng rất là mắc anh em, chứ không có rẻ đâu nè. Mấy cây dòng đời mới mà nó làm theo kiểu giả trúc như thế này nè, toàn là hàng xịn luôn, rẻ đâu. Hay chi nha, lưu ý với em không có Ikeda nha, nhưng mà anh em có thể câu theo Ikeda được, thì cái cây này nó cũng hơi mềm nè, cái ngọn có hơi mảnh nè. Đó rồi, 2 khúc đáng đồng tiền bát gạo như nè. Cân nặng của mình là 112 g, cái ngọn của mình là 1 ly rưỡi, cây này mã số 11 em bán giá là 900.000 nha nè, 900.000 này, anh em chơi cũng được, sưu tầm cũng được. Mấy cây này anh em sắp đi nên đi câu là auto đẹp trai, có cá hay không có cá gì không quan trọng, anh em sắp đi là đảm bảo với anh em mình auto tự động mình đẹp trai. Kim cây thứ hai hơi bị khó vậy nè. Đây tiếp lên anh em, người ta 6m3, thậm chí anh nào kiếm cây 6m3 nói chung cũng là chuyên quýnh chép thì lấy cây này anh em. Cây này 6m3 chuyên quýnh chép nè, tem vàng nội địa nè, cái chỉ với gốc mình nó hơi bung bung sần sần nè, về mình coi mình dán keo mình đổ lên giùm em nha. Chỉ tem vàng nội địa nè, trên thân mình còn dính kiểu dơ, dính băng keo nó bám vô nè anh em. 6m3 nha, cứng đều, cây này tầm khoảng 4,5 h mà nó nảy nha anh em, nó nảy thân nha, hai carbon rod nè, tem vàng nội địa đó, carbon xoắn, có chống nổ đầu lóng nè, tất cả đầu lóng đều nó có chống nổ hết nha. 6m3 chuyên chép, anh em là chuyên quýnh chép lấy cây này. Đó, phô cũng còn mướt quá trời nè, mặc dù là có dính dơ nha nè, có dính dơ có bụi đồ nó bám trên thân. Cây này ngọn carbon đặc luôn, hàng chi nảy quá, ngọn carbon đặc luôn nè, cái đầu bu này nó không câu đâu, nó cột con dây khác vô nè, anh em thấy nó chơi kiểu biến thái không. Đó, 6m3 như nè, 4,5 h cứng nảy nha, cứng đều nha. Cân nặng của mình là 253 g, ngọn 1 ly, ngọn carbon đặc. Cây này mã số 12 em bán cho anh em mình giá 900 như nè. Cần tay size 6m3 nó hiếm lắm, anh em về 40-50 cây cần tay carbon chứ giỏi lắm được 2 cây 6m3 thôi. Tiếp lên cho anh em mình cây 2 khúc nha nè, 2 khúc. Cây này là chất liệu phíp đỏ nha, chip đỏ nhưng mà em bán với cái giá mắc hơn cần carbon. Đó, cây đai qua, fan của mình là fan Fuji biển, bắt máy Fuji tem vàng. Lý do nó mắc là tại vì cây này là cây Daiwa Kenzaki, cứng 120 2m4 2 khúc nha, mới tinh, tất cả mình fan biển hết.
Đây, dòng Kenzaki tem vàng nội địa như em, hãng Daiwa, cứng 124 2 khúc. Nha, fit thì nó fit thôi. Nhưng mà hàng xịn thì giá nó sẽ xịn. Nói chung là giá nó kiểu là mắc tiền thì kiểu cần có fit anh em. Cân nặng của mình là 571 g. Cái ngọn của mình là 4 ly nha. Cái này mã số 13, em bán giá là 700.000 nha. Chứ không phải nhất thiết cây fit nào cũng phải bán 4500 hoặc 3400 hết nha em. Có cây này có cây kia, carbon cũng vậy, chứ không phải cây nào cũng bán 500-600-700 triệu, cũng có cây 3-4 triệu là bình thường, cây chục triệu cũng bình thường, nó cũng như vậy thôi. Tiếp lên cho anh em cây ISO như này, cây ISO bên nhỏ. Cái cây này em lạ ghê ta, cây này Shimano, nhưng mà em cũng mới gặp mới giác một vài lần thôi nha. Một cây ISO, cũng cây ISO hải của Shimano này nè, bắt máy Fuji tem vàng xuất Nhật đây. Cây ISO EV nè, ISO EV đột 1 dài 5m3, hàng Indo nha anh em. Trên thân mình nè thì anh em nhìn nó ha, nó bị dơ nha anh em, nó dơ và nó dính bẩn, kiểu như là nó có một cái lớp màng màng áo áo gì, nó dơ dơ bẩn bẩn anh em, nhưng mà mình chù là nó sẽ sạch nha. Về anh em mình nè, giả sử như thế này, anh em nhìn mình nhìn nó áo áo màu nè, nhưng mà em chù nha, em chù cái tay em ra đây là anh em thấy nó sáng lên liền, thấy không? Đó, chứng tỏ cái này về anh em mình rửa xà bông lại cây này nó sẽ sạch, nó mới lắm. Nó có những vết chày sượt sơ sơ lông mèo chỗ này nè anh em. Đó, tất cả mình phen full xích hết, tất cả phải xích hết, không có phen nào lai hết nha anh em. Đây, chỗ này sơn nhám định vị lóng luôn nè. Ui, định vị lóng sơn nhám là anh em thấy nó uy tín rồi. Những cây cần mà thường thường mấy cần hệ mắc tiền á, là cái lóng hai nó sẽ sơn nhám nha anh em. Anh em mình mua hàng nhiều lưu ý, nó có trầy xước lâm tâm chỗ này, có định vị lóng nha. Ồ, cây này định vị lóng, định vị phen toàn bộ hết, nó cũng có trầy xước, nhưng mà chạy xước lâm tâm đi ti một vài chỗ thôi anh em, không đáng quan ngại. Định vị luôn nha, tất cả khoen chạy này đều có định vị hết nè. Đó, ngọn cũng vậy, ngọn cũng vậy nè, khoen chạy cũng định vị luôn nè anh em, định vị hết toàn bộ nè. Đấy, định vị lóng nè, nó định vị lóng nè, định vị phen toàn bộ hết em. Đột 1 5m3 nha. Cây này cây xô hệ nè, con Shimano nha, lâu lâu mới xuất hiện cây. Anh em thì chưa có về mình trải nghiệm thử nha. Cân nặng của mình 177 g, ngọn của mình là 1 ly 2. Cái này mã số 14, mình bán cho anh em mình giá có 1 triệu thôi nha anh em, dễ trải nghiệm lắm nha, giá không có cao. Cái gốc của mình 20 ly đúng luôn, 20. Tiếp lên nha anh em mình, cần tay lóng dài thơm ngon bỏ rẻ đi cây này nha anh em, nhưng mà nó có những cái lỗi nứt đây, nứt từ đây chạy xuống đây nè anh em, và nó lấy quăng ke nó quấn lại nè. Cái cây này là nứt sẵn bên Nhật nha, nứt dưới gốc nè, cây Shimano nè, thấy không, có hai vết nứt nè, nứt chỗ này từ đây đến đây nè, những cái nứt nhỏ bên đây. Rồi về cái này mình lấy chỉ mình quấn lại thôi, lột băng keo này bỏ mình quấn chùm hết luôn. Rồi vậy em tự tin mình câu nha anh em, cây Shimano IU có chế độ zoom luôn nè anh em, 9,5m zoom 9m nha. Cây này nó tầm khoảng 6-7h nha anh em, hàng Indo nha. Cái này là nó cẩn xà cừ nè, zoom nè, đó, một cây Shimano rút ra 9,5m zoom lại 9m, carbon có những vết dơ, vết bụi, có những vết trầy, đây có những vết trầy chỗ này, trầy nước sơn, đấy, trầy, đấy, ha, chỉ có một cái lỗi nữa nè, là nó bị tưa cái đầu lóng thứ ba trên ngọn suốt, nè anh em thấy không, tưa cái đầu lóng trên ba trên ngọn suốt. Một là anh em về mình lấy nhám mình mài cho nó hết chỗ tưa này luôn, mài xuống cái này luôn, còn cái thứ hai này phải quấn chỉ chỗ này lại, chứ không thôi là giật, ví dụ anh em giật cái lớn mà nó lọt vô khe này nè, là nó tét chỗ này, còn ví dụ nó chịu vô cái thành chắc bên đây thì được, ha, một là phải mài nó xuống dưới này, hai là phải quấn chỉ. Rồi còn lại là nó nguyên zin hết, đầu bu xây đời mới nè, đầu bu xây 360, ngọn cái này ngọn to anh em, ngọn 1 ly 6 á, còn lại là nguyên bản hết. Cái nước phôi của mình cũng vậy nè, nó cũng dính bẩn bẩn dơ dơ ố ố nè nè. Đó, U Minh Hạ chuẩn bị mở cửa, anh em nào mà điều kiện kinh tế thấp mà hơi ngại mua những cái cây mà cần tay 2-3 triệu á, thì anh em có thể mua những cây này, nó có những cái lỗi căn bản nhỏ, nó cũng không ảnh hưởng mấy đến vấn đề mình câu. Đó, giá thì nó mềm hơn ha, cây này cũng dạng cứng nè, như vậy đó. Rồi, cân nặng của mình là 325 g, ngọn của mình là 1 ly 6. Cây này mã số 15, em bán cho anh em mình giá 1 triệu nha anh em. Về mình xử lý sơ sơ là mình câu. Tiếp lên anh em mình cái cần tay lóng ngắn, có cái bao cần luôn nha, cái bao này bằng vải nhung, bao xịn nè. Cây Shimano 20-40, thu gọn của mình 50 cm nha anh em. Một cây Shimano dòng đời mới nè, cứng đều nè, đáng lẽ cái này là siêu cứng cửa đều nè, nhưng mà có thể chưa tới là vượt cứng nha, nó vượt cứng thì cái này nè khác. Đó, nói chung là nó cũng dạng cứng. Hàng Indo nè, 5m3 zoom 3 chế độ nè, sản xuất tại Indo nè, cây này dòng đời mới anh em, carbon sắn phôi bông, tem vàng xuất Nhật đây.
nắp chụp luôn. Wow, ngon quá. Zoom 3 chế độ là có thể câu 5m3, 4m9 và 4m5 nha anh em. 3 chế độ zoom đây. Nước phôi cây này cũng vậy, nó kiểu như là rút ga nhiều vô có nó bị sờn anh em thấy không? Nó sờn nè anh em, nhưng mà nó vẫn còn bóng nha, bóng bẩy như này. Đó, phôi lóng nào cũng vậy hết. Nó kiểu như mình câu cái mình rút ga nhiều quá vậy nè, cái này bị sờn. Nè. Em hãy lưu ý nha, phôi lóng nào cũng vậy hết, nó tình trạng chung như vậy nên em quay một vài lóng cho anh em mình thêm thôi. Mấy cây này toàn là carbon sắn với bông đời mới không anh em. Đầu bu xe 360 luôn đây. Ai ngọn carbon đặc. Rồi, một cái cần tay thế hệ đời mới. Cân nặng của mình 122 g, ngọn 1 ly nha anh em. Cây này mã số 16, em bán cho anh em mình giá 1,2 triệu nha. 1,2 triệu cây Shimano. Cái cây này nếu mà nó đẹp mới cứng là em bán khoảng 1,5 triệu. Tùy. Anh em mình muốn mua sao đó anh em mình mua. Tiếp lên cho anh em mình cây Subspin nha anh em. Một cây Super Spin Joy nha anh em. Một cây cần sub 4m05 DX. DX là cứng 27 và 4m05, hàng made in China nha anh em, hàng Shimano. Cây này cũng đẹp quá trời nè. Mấy cái này dính băng keo dơ nè, chạy xước nhẹ nè. Cây này nó mắc hơn mấy cây sub leader nha anh em. Cây Super Spin Joy nè. Cây này mắc hơn cây sub leader. Và cái cây này là dòng đời mới. Nắp chụp xịn nha anh em. Phen mình phen Fuji. Mắc tiền hơn sub leader nhưng mà em bán giá nó mềm hơn sub leader, tất cả mình fan Fuji. Không lỗi không nước fan nào. Nó một cái màu xanh ngọc đẹp nè, phôi nè. Đấy không? Đẹp lắm, mấy cái lóng này rồi rất đẹp, chỉ có lóng gốc mình nó hơi va chạm chút xíu, mình có chạy một vài chỗ nó cũng chả đáng quan ngại. Ngọn sắn ít gân toàn thân nè, đặc trưng của mấy cây sub leader đâu nè, sub Spin đâu nè, sub fan trắng đâu nè. Mấy cái sub hàng đời cao là hàng mắc tiền, nó là cái ngọn đặc thù này nè, định vị khoe luôn nè, không chạy nhận bản được. Rồi, cân nặng của mình là 399 g, ngọn của mình là 2 ly 7. Cây này mã số 17, em bán giá 1,7 triệu. Ghê không anh em, thấy em sắp giá ghê không? Cân nặng của con số 7, cứng cũng 27, giá luôn 1,7 triệu. Ô, được cái bao zin luôn, ghê. Được cái bao vải zin luôn, giá nhiều có ai bán mấy bao này. Em mua một lô về để dành bỏ vô cho anh em mình. Cầm cái bao zin thấy uy tín không? Bằng vải zin. Tiếp lên mình ghi số phen lớn nè. Cây này cũng hơi bị khó kiếm nè. Một cây NFT bubble lớp phôi xanh nha. Có những vết chày, vết chày, vết dơ rồi nè. Bụi bẩm trên góc nè nè. Bắt máy Fuji đời cao nè. Anh em thấy không? Hàng của em nó còn bụi dơ rất là nhiều trên đây. Đọt 5, dài 5m2 anh em, hàng Indo. Có những vết dơ bẩn nè, bẩn dơ. Chạy số ít nha anh em, nắp chụp xịn cũng vậy, fan Fuji. Mấy cái này toàn là hàng xịn không anh em. Tranh cơ hội mà mình mua. Tất cả mình fan Fuji nồng súng hết. Có cái fan điều 3 này anh em, nó không có nứt anh em, nhưng mà nó bị hở keo nè. Nó không có nứt khoen nha. Nó bị hở thì về mình lấy keo mình dán lên giùm em cái fan điều 3 này nha anh em. Và nó nứt chân khoen không nói, nó không có nứt chân khoen trên dưới gì đó, cái gì cũng không nứt mà nó bị hở thôi, chắc nó bị lâu ngày nó bị khô keo chỗ này nè anh em. Nè anh em thấy có lúc keo nó giật cái không, và nó khô keo về mình dán lên em nha. Fan xít không có nứt khoen nào hết. Đây, phôi thì phôi xoắn bô vào lớp phôi xanh, có những vết chảy xước lâm tâm dưới này, dính dơ là nhiều. Rồi, ngon lành. Cân nặng của mình là đúng 400 g. Cái ngọn của mình là ngọn 2 ly 2 đấy nè, 2 ly 1, 2 ly 2. Cây này mặt số 18 nha. Em bán cho anh em mình giá 1,8 triệu. Cá nhân em đánh giá là cây này nguyên zin 100%. Và giá 1,8 triệu là cây này giá mềm nha anh em. Rất mềm đấy. Cây này cây hàng xịn. 1,8 triệu. Tiếp tục cho mình cây cần tay lóng dài. Một cái bao vải nhung màu đỏ luôn, cái cần màu đỏ luôn, một cây Daiwa Whisker hàng nội địa luôn, 10m luôn. Giá rẻ ghê luôn. Mấy cái này nè anh em, là cái thằng Nhật nó quấn bằng cái dây mây nè, nó cầm chắc vô nè. Đó, cái thằng kia trước nó câu thử kiểu bạo lực nó cầm vậy nè anh em. Nó búa ha, không có dập, không có nứt gì hết, anh em không phải lo vấn đề này. Dài 10m nha. Em rổ đèn dâm coi trong lóng này rồi, nó không có nứt như nè. Không có nứt, không có dập. 10m, cây này tầm khoảng 5-6 h nha anh em, xoắn hai da, hàng
đẹp luôn đó, không có mẻ, không răng cưa gì hết anh em, nó phôi mới tinh nè. Một cây đai hoa carbon whisker hàng nội địa sáng gân luôn. Em nói thật với anh em mình á, mấy cây này là em bán 2 triệu 8 một cây không á anh em. Cây mà đẹp như thế này có thể bán được 3 triệu luôn á, nhưng mà do cái vấn đề vỗ lóng gốc đó, thì em nói cũng chung cũng sẽ có một số anh em mình họ không có tự tin mua, họ sẽ này nọ. Nhưng mà thời điểm này thì nói chung thôi, anh em mỗi người mình ấy một chút xíu, em sẽ cân đối em bán giá tốt nhất cho anh em luôn. Cái ngọn to chà bá nản nè, cái ngọn này 2,5 ly anh em, tầm khoảng 5-6 h nha, 10 m bằng tay. Nói thời buổi này nói chung mình có những vấn đề này thì em lột ra, đảm bảo lột ra nó có cái keo trong này nó xấu lắm, em để luôn cho nó đẹp để dành mình em chơi đó. Cân nặng của mình là 440 g, cái gốc của mình là 33.5, cây này mã số 19, em bán giá 2 triệu, ghi rõ chưa nè, cuối cùng khoan làm sửa lại 2 triệu tròn cho anh em mình, mã số 19 nha. Cái cách bán hàng của em là như vậy, mỗi người mình nương nhau một tí, hỗ trợ nhau qua lại thôi. Anh em mua hàng của em cũng như là cái thằng cái nào cũng cân đối giá, em bán cho anh em mình được thì em bán sẽ giá tốt cho nên mình chơi thôi. Những cái nào mà em mua mà giá nó quá cao, có những mặt hàng mà em mua về giá quá cao, em bắt buộc phải bán giá cao, không thể bán giá thấp được nha. Anh em lưu ý giùm em, hàng em mua nó đủ kiểu lắm, nó không phải gọi là hàng bãi không đâu nè, hàng bãi của em chỉ một phần thôi, hàng em dễ đa dạng lắm. Cái nguồn hàng chỗ này của em đứng, nguồn hàng bên kia em vẫn về, nên em không bao giờ mà em bị đứng hàng, không bao giờ em cháy hàng hết, cũng không lệ thuộc với thằng nào hết. Nhiều khi mình mua có một chỗ hàng một cái bắt đầu kiếm chuyện nó tăng giá, hoặc có làm ủng làm mẹo nó không bán cho mình, nó bán người khác này nọ đâu, em không có sợ về vấn đề đó ha. Rồi tiếp tục, giờ anh em hoặc là anh em mình muốn mua cái hàng gì cũng vậy, em có thể lấy được tất cả cho anh em mình, từ hàng cao cấp, hàng bình dân, hàng mắc rẻ, quan trọng là anh em có chịu bỏ tiền mua thôi. Hàng mới 100% cũng có luôn, anh em muốn em lấy về cho anh em mình. Nhưng mà trước giờ mấy cái hàng cao cấp em không có bán ngay cho anh em, khó bán lắm, anh em nào dặn đặt order em lấy về cho, cái giá em lấy lúc nào cũng rẻ hơn khác, em dám đảm bảo với anh em mình. Em dám tự tin em nói luôn, cái hàng nó riêng, cái hàng cao cấp, hàng mà order về á, tất cả mọi thứ em lấy lúc nào cũng rẻ hơn khác hết. Cái đường vận chuyển của em nó khác như người ta ha. Tiếp tục lên cho em mình, cây này là cây siêu phẩm anh em, nãy giờ nói qua nói lại quên, có hai cái dây đai, hai cái dây đai cũng cần anh em, đai qua luôn nè, có cái hộp luôn nha anh em, có giấy tờ luôn, mà bị mất hết cái đầu hộp rồi, tiếc ghê. Với còn cái đầu hộp nữa là nó hoàng mỹ luôn, cây Power Med nè, cứng 220 m1, cứng 220 m1, nặng 600 g, thu gọn 111 cm, ngọn 3 ly 3, gốc 22.7, 33.800 yên, đâu đó anh em tính nhẹ thì nó cũng 6-7 triệu, tính sơ sơ như vậy thôi, chung quy thôi. Còn cái cần của mình thì đây, mà nó đẹp quá trời nè, lướt luôn em, kiểu này mỗi sao mua, cứng 220 m1, cây Power Med mà nhìn cái khoen này ơi là trời, phần xích đó anh em, phần xích biển rồi, nhìn cái khoen này nó mới tinh nè anh em ơi, đấy tất cả phần xích hết, nó mới mà đẹp cỡ này nè, cây Power Med sống 2 da luôn, kiểu gì mà không mua anh em, đúng không, dạy gì mua mới làm chi. Em bán giá nửa giá anh em, chưa tới nửa giá này dạy gì anh em không mua, nó khác gì cây mới đâu, đó nó cũng full hợp, nó mất cái đầu hộp thôi, không khác nhau gì hết. Mấy anh em chuyên quýnh biển hạng nặng em gặp cây này sao đi nổi, đẹp mê hồn trận luôn. Rồi thông số thì em báo này nó gọi như này, cây này mã số 20, em bán giá 3 triệu nha, em bán nửa giá hộp anh em. Tối tình gì mà không mua, mua không mua gì thì cũng mua, 3 triệu. Tiếp là như em mình cây máy ngang, cây này mới ác đạn nè, thông số này Việt Nam mình không có bán đâu nè, máy ngang mình tầm 2m6, 2m7 đâu lên, Việt Nam mình nó hiếm lắm, từ khi anh em order về nó mới có rồi, thị trường Việt Nam mình không có lưu hành nha em. Một cây lua máy ngang, một cây Shimano nha, bắt máy C4+ nè, công nghệ gì nè, Spiral Hyperwood, cây này đều mới nè. Một cây đi Luna XG thì anh em ví dụ mà mình có tra giá tham khảo thôi nha, cái dòng đi Luna này nó có nhiều loại lắm,
cây này cũ, có dòng XR, có dòng gì tùm lum tà la hết trơn á. Và cái cây XR này nè, cái giá nó là trên 7 triệu một cây anh em ha, cái giá bán xuất xưởng của nó là trên 7 triệu. Thì anh em cứ tham khảo, anh em cứ đánh chữ Shimano D Luna XG này ra cho mình em giá tham khảo như nè. Và cây này của em là B806M, dài của mình là 8,06 ft, nó dài gần 2,6 m nha anh em. Nó lua được từ 10 đến 45 g cây, mới ngang quýnh mồi hơi bị nặng luôn á, size M quýnh mồi quá khủng. Đại cá từ 8 25 lò bao. Thông số quá ngon luôn em. Hàng made in China nha, cái cây này dòng đời mới sản xuất tại China, khoan xích. Xoắn ít toàn thân, ít gân từ gốc đến ngọn, từ đầu đến đích, đầu bu sắt, đầu bu chống xoắn. Zin toàn bộ mới lướt luôn em. Một cây máy ngang, anh em nào muốn máy ngang mà hơi bạo lực rồi ha, thông số giải mồi cao thì mấy cây này. Giá thì nó thơm hơn chế mít tu nữ nữa. Rồi, mã số 21 em bán giá 2,8 triệu, trừ khi anh em mình không có nhu cầu sử dụng thôi. Còn ví dụ anh em mình đang cần, đang kiếm, đang mua hoặc tưởng bị chơi thì kiểu gì cũng phải mua với cái giá này. Cân nặng của mình là 154 g. Cái ngọn của mình là ngọn 2 ly, cây này mã số 21 em bán giá là 2,8 triệu nha anh em. Tiếp siêu phẩm. Anh em thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Ô cái gì chứ ba, cái hàng này em nhóc. Nó sợ chó vậy thôi chứ lâu lâu về được cây mừng thấy bà nội. Cây si đỏ nha anh em. Anh em thấy gì chưa? Một cây si đỏ 5,9 m nha anh em. Zin 100%, anh em đừng có nói là bị hụt 6m3 hụt xuống 5m9 nha anh em, không có nha. Gấp khúc có thông số nó chướng ương lắm, nó muốn thích nhiều là nó nhiều thôi. Và cây này là chuẩn zin 5m9 100%. Một cây si đỏ đẹp dã man. Đẹp nhức đầu, nhức răng, nhức nách luôn. Đây, một cây si đỏ. Anh em nào chuyên những dòng này sẽ biết anh em, giá nó mặn lắm nha anh em. Nó mặn còn hơn nước biển nha. Nhưng mà mua ở nghiệp thì nó không mặn đâu nè. Nghiệp là dùng nước lợ thôi. Nghiệp chỉ bán nước lợ thôi. Nó cũng không thể nào mà nó ngọt được, cũng không thể nào mà lơ lơ được, nó chỉ lợ thôi nha anh em. Dù người ta bán 4 triệu thì nghiệp bán 3 triệu, người ta bán 5 triệu thì nghiệp cũng bán 3 triệu. Đó, một cây si đỏ anh em, không có lỗi lầm, không thay thế, không sửa chữa, không chấp vá gì hết. Và nó zin 100%, dài 5m93 h. Rồi, giá trị nó sưu tầm hơn cái giá câu nha anh em. Nó mấy cây này nó mắc lắm ấy, thị trường bên Nhật nó mắc lắm. Mấy anh Đại Loan nó mua cũng mắc lắm nè. Mấy cây đa qua, có mấy cây Shimano đỏ đâu nè, Shimano vàng, Shimano đen nó mắc lắm. Cân nặng của mình cây này 136 g nha. Cái ngọn của mình, cây này ngọn là 1 ly. Cây này mã số 22, em bán giá 3 triệu như này. Thực chất là 3-4 ngày nay á, em ngủ rất là ít. Nó có nhiều cái việc riêng lắm nè. Giống như hôm qua của em á, tới 1 giờ mới ngủ mà. 3 giờ rưỡi sáng, thức à. Mấy bữa trước cũng vậy. Mấy bữa trước hình thức trắng giờ, không mắt. Cái này bắt đầu nó bị choáng à. Cố gắng lên cái video này nữa cho anh em mình lựa hàng. Đó, anh em mình mua hàng nhiệt tình quá, anh em cũng nhiệt tình nè, cố gắng. Đây, có mấy con máy này nè. Lên luôn. Đó, nhiều khi chút xíu bút video lên, nhiều khi mệt quá em ngủ quên thì anh em mình cứ muốn chốt đơn gì đó. Thì anh em cứ nhắn qua Zalo số điện thoại giùm em. Gọi mà không có nghe, không trả lời em ngủ rồi nên ngủ quên rồi đó. Em để chế độ em lặng mình ngủ quên rồi đó. Thì anh em mình cứ nhắn tin chốt đó nha. Còn anh em mình nhắn tin hỏi á, thì em sáng em sẽ trả lời, cũng sẽ trả lời hỏi. Còn anh em mình chốt á, thì ai chốt trước thì em sẽ để cho người đó trước thôi, chứ không có chuyện mà người này nhắn sau mà em chốt cho người sau người trước như nè. Em trước giờ đâu đó nó rõ ràng. Ví dụ nhiều khi có những anh em mình, ví dụ em bán con máy này đi, anh kia anh chốt 600 ngàn rồi mà không có chuyển cọc, hàng em chưa có gửi đi nữa. Người sao về muốn mua con máy này, họ nhả ý họ muốn mua 1 triệu đi. Em cũng không bán nữa nha em. Giờ có chuyển khoản cho em luôn 1 triệu cũng không bán nữa. Nó có trường hợp này nữa nè. Má nó. Nó nhiều cái đó mày, cái nhiều cái nhức đầu lắm.
Hôm trước em bán cây cần, em bán cây cần câu, bán cây gọi là cây cây trô lin á, cây trô lin, cây ben và phen vàng anh em, cây ben phen vàng mà hôm bữa em bán 4 triệu á, không biết anh em có để ý cái đó không. Ông khách của em, nói chung cũng khách quen, ông chốt rồi, ông cọc em 500 ngàn, anh nói để vài bữa khoảng tuần nữa anh lấy, thì ok anh chốt xong rồi. Cái bữa sau có thằng quỷ kia cũng là mua em vài hàng vài ba lần, mà cái thằng đó em biết là nó là dân mua đi bán lại, nó lấy cái cần đó nó chào trong ông nào đó rồi, ông kia em chấp nhận mua giá cao hơn, nó quay lại nó hỏi mua em, nó năn nỉ em, nó kêu mua lại em với giá cao hơn nữa. Em nói em không bán, khách chốt rồi, khách chuyển khoản cọc rồi, bây giờ anh có mua bao nhiêu anh mua gấp đôi em cũng không bán được. Rồi nó biết em, cái tính em thì nó biết rồi, cái nó hỏi cho nó xin số điện thoại đi, cho xin số điện thoại để nó điện cho khách kia, nó kêu khách kia nhận lại. Nó nói được, thì anh ví dụ trường hợp mà anh nói chuyện anh cứ liên hệ anh kia, nếu anh kia anh chấp nhận anh nhường lại á thì em nhường lại bán lại cái đó cho anh. Giá cả thì nói chung y chang nhau thôi, em bán 4 triệu thôi giờ, nên anh trao đổi với anh trả thêm cho anh kia đó, thì anh chuyển khoản cái bằng chênh lệch cho anh kia đi, em bán đây chỉ 4 triệu thôi đó. Mình cũng tin tưởng như vậy cho hắn, hắn điện cái hắn quay qua đây, hắn kia em đưa số tài khoản đi, hắn kia em đưa số tài khoản để ông chuyển khoản của em, nó ông kia em chấp nhận nhường rồi, thì mình cũng tin thật. Hắn chuyển khoản cho mình cái rẹt, chuyển 3 triệu 9, 50 ngàn, kia em bớt 50 ngàn đi. Em nói ủa, tao mắc mớ gì tao bán cho khách kia 4 triệu mà tao phí ship tao 30 ngàn, mắc mớ gì tao bán cho mày 3 triệu 9, 50. Có nói thôi anh bớt lấy lọc đi, nói mày có bị khùng không, đâu đó rõ ràng gì đó là chuyện bình thường nha. Còn nó nói với khách của em á, mà anh biết nó nói gì sao, anh em biết sao không, là nó nói với khách của em là nó qua tới nhà em, nó lấy cây cần đi rồi, và anh nhường nhường anh cũng phải chịu đó. Ông khách kia ông mới gửi số tài khoản qua cho em, nhắn tin qua, ông nhắn rồi ông gửi qua Zalo cho em, gửi số tài khoản, em mới điện cho ông em hỏi ủa bộ anh chấp nhận anh nhường cho ông kia cái cần đó sao. Anh nó nói anh có chịu nhường đâu, anh bậy bạ với em chuyện. Ông chửi em tăng, ông nói ủa tao đã chuyển cọc cho mày rồi, tao nói khoảng tuần lễ nữa tao về tao lấy, mà tại sao mày bán cho người khác. Anh thấy anh em thấy không, nó chơi gác em á, nó lấy cái uy tín của em, nó lấy cái uy tín cách bán hàng của em, nó ra nói chuyện để nó lọc lừa nó, anh thấy không, để nó lừa khách hàng bên kia, nó lấy cái cần. Em đã biết, em biết chắc là nó cái cần đó là nó có người chịu mua giá cao hơn, cao rất nhiều luôn, nó mới chơi chiêu vậy. Đụng mà nó ra, em kêu nó bây giờ mày đưa số tài khoản để chuyển khoản lại, em nói đúng 3 lần em chặn nó luôn. Nó nói như mày không chuyển khoản là mày không đưa số tài khoản cho tao là mày mất tiền, còn cái cần này không bao giờ tao bán cho mày nữa, mà từ đây về sau tao cũng không bán cho mày nữa, em chặn hết toàn bộ luôn đó. Hắn mới sợ quá, hắn lấy xuống đội khác điện cho em, nói thôi anh trả tiền tiền cho em, chuyển tiền cho em chuyển tiền cho nó thôi, cái tiền đó là mình hù nó vậy thôi chứ mình đâu có ăn giọng, đâu có bền vững đâu nè, mình hù nó vậy thôi, mình biết được người. Nhiều thằng nó ngộ, uy tín của người ta mà mẹ nó ra nó ly, nó lấy, nó làm chuyện đùm xàm bá láp, anh chị nó đàng hoàng đó. Ông nói thì từ đây về sau, nó thật với anh em mình á, đừng bao giờ mà hỏi em mà vấn đề mà xin số điện thoại để mua lại hàng này hàng nọ nha, mất khách hết trơn. Cuối cùng em mất 2 thằng khách luôn. Ông kia nói chung thì ổng, em cũng vẫn gửi cần, vẫn ổng đàng hoàng, mà chắc chắn là ông kia ổng không mua hàng em nữa, mà cái thằng này là em chặn luôn rồi, không bao giờ mất hàng cho nó. Nói chung là em mất 2 người khách, đó cũng là bài học quý báu của em đấy nè. Rồi trở lại vấn đề như vậy nè, chia sẻ chút xíu, thì anh em nào không thích thì anh em mình có thể bấm lướt qua nha nè. Cái này không, em không phải là phát trực tiếp, em chỉ quay lại thôi, thì có những cái anh em mình không thích nghe hoặc là mình không thích gì đó, mình bấm mình tua qua để mình khỏi nghe nó phiền nha anh em. Đó rồi, trở lại vấn đề máy câu thì lên cho anh em mình con này, một con Shimano Bio Master 8.000 or 6.000 nha anh em, hàng made in Japan nha, made in Japan nha, 6.000, có chạy xước nè, có dính bụi dính dơ nè anh em. Nó máy đổ đó, tay trái phải nha anh em, mua bên sống nè, xài 6.000 nha. Thì con Bio Master để em coi số cước nó bao nhiêu, nó trôi mất tiêu hết rồi anh em ơi, cái chữ nó mờ quá mà dắt này em cũng hết thấy đường mà không đọc được như này. Chạy 4 mặt đạn nè, đổ tay trái phải, máy thì đây, nói chung cũng nó cũng hơi nặng tí xíu nha anh em, nó hơi nặng tay tí xíu nha.
Đó thì cái con này nè anh em thấy không, cái khóa mà mình gạt nó hai chiều nè, nó không ăn nha, nè chở lên đây nó cũng không ăn nha anh em. Đó thì em nghĩ cái này chắc mấy cái trường hợp mình nó bị dính nhiều lắm. Cái con mà gọi là cái con gì nó nhảy trống trong này nè, nó bị dính anh em. Về mình gỡ ra, mình sẵn, mình vệ sinh, mình lau chùi, mình làm cái máy là lau luôn nha. Thì em sẽ bán giá rẻ cho anh em mình, em tính bán giá 900 rồi đó. Em quay 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 làm sao nó cũng ngửa ra, sao nó không có cái này nữa. Thôi em bán giá 600 cho anh em mình thôi, mã số 23 nha. Em bán giá 600 cho anh em mình, về mình tự xử lý nha. Nói chung ở trong ruột này em cũng không biết là nó có bị hư hay không nha, em cũng không dám chắc, em cũng không có cam đoan là như vậy. Nhưng mà thực chất là cái này nè, khóa hai chiều mình nó không ấy nha. Đó thì giá tiền nào của đó thì anh em mình về rảnh mình làm như thế nào đó là chuyện của anh em mình. Nó đừng có về khui ra hoặc là xui xui ở trong nó hư thiệt cái con này, cái anh em nó mày lừa đảo tao nghiệp chết em nha. Không có nha, giá bán 600, bán theo hiện tại tiền của đó. Mã số 23. Anh em nào nhắm mình làm được, về xử lý mình khắc phục được thì mình mua, còn không được mình đừng thấy rẻ mình mua. Bỏ qua vấn đề đó. Tiếp là như anh em mình con đuôi chuột tai to chà bá nha nè. Con này size khoảng 14.000 nha, cái đẻ 9.000 nha. Mà size thật nó khoảng 14.000 nha. Full carbon toàn thân hết. Cối nè, tay quay nè, body nè, tất cả carbon hết. Nè nó ghi là Shimano Carbon Matic nè. Full carbon hết. Nha, logo đồ còn, logo đồ còn. Có mắt một cái núp đậy bên đây. Như vậy thôi. Có chức năng nè, phát tuber gì đó nè, nhiều chức năng quá trời nè, đuôi chuột luôn nè. Mô bin sống nè. Nè, dính dơ quá nhiều luôn. Về mình chịu khó mình lau chùi vệ sinh là giúp em, còn lại tất cả là hoàn hảo, hoạt động ngon lành. À có cái nút mà nó tắt tiếng e này anh em, nó quay tiếng e nè anh em, tiếng e anh em có chút tắt lại đây đó. Con máy nhẹ tinh mượt nữa anh em. Rồi mã số 24 em bán giá 900.000, mua mua gì cũng mua. Tiếp con cuối cùng trong video hôm nay đây nè mình, con kit nha nè, một con Daiwa kit lâu lắm rồi mới gặp lại con này nè trời, lâu lâu rất lâu lắm rồi, có thể là một năm mấy hai năm rồi em mới gặp lại con này. Anh em biết sao, kit nói chung thì nhiều lắm, nhưng mà để nói con kit mất in ra băng á, là chỉ có duy nhất con 4.000 này nó mất in xăng luôn nè ha, còn lại từ 3.500, 3.000, 2.500 rồi đó, toàn bộ là mất in Thái Lan hết, chỉ có con kit 4.000 mới ra băng thôi. Và riêng với dòng kit này là anh em mình có thể nói là mượt mà, là nó kit chùm ở đầu mượt mà và nó nhẹ và nó tải cá rất là lớn, không bao giờ nó bị xước máy hết. Thì anh em là chuyên quấn kit em sẽ biết nha, con này mấy ông đi quấn lốc gừng cũng mê lắm nè, con 4.000 nữa nè, nhà ông kiếm giữ trời lắm, săn giữ trời lắm. Cái con này á, thì ở trong này nè anh em, cái ngoài này thì em thấy nó dây fluorocarbon carbon nè anh em, cái dây này là dây fluorocarbon carbon nè, nó cứng lắm em thấy không. Này, cái dây này dây full carbon nè, thế nào em bóp nó không cong là nó búng bật bật ra nè, thế nào nè, bây giờ dây này full carbon nè, còn dây ở trong này nè là nó dây be nè anh em, cái dây vàng vàng ở trong là dây be siêu bền nè anh em. Đó, nói chung anh mua con này về anh em mình lại được cuộn dây nữa nè ha, một con kit 4.000 cước số 5 200m, cước số 6 150m nè. Nó quay số quay body cho anh em mình, có chạy xước nè anh em. Bồi có chạy xước nha. Bồi có chạy xước nè. Đấy, nè, đứt đâu nè. Đó, nói chung là có chạy xước nha nè. Nhưng mà con máy nó mượt, bù lại là con máy mình nó mượt quá. Im giá mày nó im luôn nè. Mấy con kit là quay một tay không á. Đó, anh thấy không? Nó mượt lắm, toàn quay một tay không á. Im lắm nè. Thì con này á, nếu mà nó đẹp á nè, size 4.000 này thì giá nó khoảng 3,5 triệu, 4 triệu một con á nè. Thì con này nó có chạy xước nhiều, em bán giá 2,5 triệu cho anh em mình chơi nha. Mã số 25 mắc rẻ thì anh em mình tự tìm hiểu nha. Kit 4.000 nha nè, đừng so sánh với kit 2,5, cũng đừng so sánh với kit 3.000, 3,5 nha. Kit 4.000 mắt in ra bằng. Mã số 25, 2,5 triệu. Tất cả màn hôm nay thì quý anh chú bác mình mua hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 192025 em chuyên nghiệp nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý anh em mình trong những video tiếp theo. Xin chào. Chúc may mắn, chúc thành công. Luôn luôn thành công nha anh em. Kiếm nhiều tiền, mua đồ cầu ủng hộ em. Chân thành cảm ơn.